Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022, hôm nay đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện và ra mắt câu lạc bộ Ngân hàng máu sống. Với thông điệp hiến máu cứu người trong niềm hy vọng, hơn 400 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên thuộc các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trực thuộc đoàn khối đã tham gia chương trình. Việc làm thủ tục đăng ký, khám sàng lọc sức khỏe, hiến máu và tiếp nhận máu được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo theo đúng quy trình, an toàn, chất lượng. Ngày hội hiến máu tình nguyện đã thể hiện lối sống đẹp, có trách nhiệm với xã hội của đoàn viên thanh niên thời đại mới. Nhân dịp này, câu lạc bộ Ngân hàng máu sống đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình đã được thành lập với 90 thành viên, sẵn sàng tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện khẩn cấp theo quy định.